Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, khi vợ trong giai đoạn hồi xuân liên tục đòi chồng chiều chuộng làm chuyện ấy, nhưng do khả năng có hạn nên cụ ông U80 trong câu chuyện ngay sau đây cảm thấy rất áy náy với vợ. Cụ đã tìm đến gặp bác sĩ nam khoa với mong muốn cải thiện sức khỏe cho chuyện chăn gối để chiều vợ. Và rồi chuyện trớ trêu cũng xảy ra. Quý vị xem video hãy comment để bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc này. Nội dung chi tiết câu chuyện ra sao? Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, trưởng khoa nam học và y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, mới đây, khoa vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân khá đặc biệt, đến khám nam khoa khi đã 79 tuổi. Đáng chú ý, cụ ông này lặn lội từ tỉnh xa tới Hà Nội với mục đích duy nhất là nhờ bác sĩ khám, tư vấn để nâng cao bản lĩnh trong chuyện chăn gối để chiều vợ. Theo chia sẻ, vợ của cụ ông năm nay đã 70 tuổi. Hai vợ chồng có 4 người con, hiện đều yên bề gia thất. Người vợ dù đã 70 tuổi nhưng đang giai đoạn hồi xuân và muốn được chồng chiều chuộng trong chuyện chăn gối. Trước đây, hai vợ chồng sinh hoạt phòng the đều đặn khoảng 2 đến 3 tuần một lần. Tuy nhiên, 3 tháng trở lại đây, bác trai xuất hiện tình trạng trên bảo dưới không nghe, không đủ cương cứng để quan hệ. Mỗi lần gạ gẫm chồng quan hệ không được, người vợ U70 tỏ thái độ khó chịu, ngấm ngầm trách móc chồng, cả ngày đá thúng đụng nia. Khi thấy vợ phản ứng dữ dội, bác trai đã quyết định đi khám nam khoa để đáp ứng nhu cầu của vợ, hoàn thành nghĩa vụ của người đàn ông. Người chồng chia sẻ với bác sĩ, khi vợ không bằng lòng, bác cảm thấy rất áy náy với vợ, cảm giác mình không làm tròn nghĩa vụ và thương bà xã nhiều lắm. Ở tuổi này, nhiều cặp đôi khác không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa, nhưng vợ bác vẫn muốn nên bác cũng muốn làm cho vợ mình được hạnh phúc. Sau khi hỏi chuyện và thăm khám, bác trai được chẩn đoán bị rối loạn cương dương. Đồng thời, các bác sĩ hứa sẽ giúp bác trai lấy lại được phong độ để chiều vợ. Bác sĩ Bắc cho biết, ở tuổi 79 mà bác trai vẫn có tư tưởng và sống đầy trách nhiệm với người bạn đời của mình như vậy là rất đáng khích lệ. Thực tế, không ít người tuổi đã cao nhưng vẫn có nhu cầu ân ái. Khi không được đáp ứng, họ đành chịu đựng hoặc tìm cách khác để giải tỏa nhu cầu. Điều này không hề tốt cho sức khỏe người cao tuổi. Ngoài vấn đề về tâm lý, thì nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường quan hệ là rất lớn khi người già tìm cách để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, phòng khám sản khoa, Trung tâm Y tế Lao động Thái Hà cho biết, chuyện cụ bà tuổi 70 còn ham muốn ân ái là bình thường trong xã hội hiện nay. Người vợ này rất hạnh phúc vì có một ông chồng tâm lý, sẵn sàng đi khám nam khoa để chiều vợ. Thực tế, có không ít người phụ nữ tuổi đã cao, có nhu cầu phòng the nhưng không được đáp ứng. Từ đó, giấu con cháu, lén lút để tìm người, tìm cách giải quyết nhu cầu. Kết quả bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường quan hệ. Quá trình thăm khám, bác sĩ Dung đã từng gặp một cụ bà 83 tuổi, mắc bệnh xùi màu gà. Tại phòng khám, qua xét nghiệm còn mắc thêm bệnh lậu. Đây đều là những bệnh lây nhiễm qua đường ân ái, nguyên nhân là quan hệ không an toàn. Từ trường hợp trên, bác sĩ Dung khuyên các cặp vợ chồng tuổi đã cao không nên vì xấu hổ, vì định kiến, sợ mất mặt trước con cháu mà bỏ luôn vấn đề ham muốn của bản thân. Ngoài ra, chính các con, các cháu cũng cần phải cởi mở trong vấn đề chuyện ấy của người cao tuổi để họ thoải mái sống là chính mình. Ông Tùng vốn đã ly hôn vợ, cũng chẳng sống với con. Tiền bán nửa căn nhà và tiền chia chác sau cuộc ly hôn, ông gửi ngân hàng để sống. Nhà thì ông thuê căn hộ chung cư, đến khi qua đời cũng là phủi tay mà đi khỏi vướng víu. Con cái đến thăm thì tốt, không thì thôi. Dân tình tập thể dục ở công viên đã chứng kiến cảnh bà bồ cũ của ông bắt ghen với bà bồ mới. Hỏi chuyện ông bảo, Yến đã là tình yêu của đời tôi cho đến khi nàng không còn là vậy nữa. Tương tự như ông Tùng, ông Sơn dù đã ở tuổi ngấp nghé 70 cũng khá đào hoa. Nhiều năm lại đây, con sống ở nước ngoài, còn lại mình ông lên hẳn rừng ở ẩn. Thỉnh thoảng ở cùng ông là một đến hai ông bạn giận vợ lên chơi cho khuây khỏa. Trước đây, ông vốn là một tay chơi công nghệ có hạng,
ngày ông có di động năm 90, chỉ để ngắm, bởi bạn bè chẳng có ai dùng để liên lạc. Ông rộng rãi, ga lăng, trí thức, nhẹ nhàng, nên xung quanh ông lúc nào cũng có phụ nữ, và ông thường chẳng làm mất lòng cô nào. Cho đến khi ông lên rừng, cứ tháng đôi lần, một vài phụ nữ lại lên thăm ông. Họ là bạn, không ràng buộc vợ chồng, nhưng nhìn cách họ đi cùng nhau, nâng đỡ, tình tứ vui vẻ, thế họ đã cùng tìm được một điều gì đó ở nhau, điều mà những cuộc hôn nhân lâu bền có khi không thể mang tới được. Thế nhưng, cũng như trước đây, những người phụ nữ yêu ông rồi cũng đều nhẹ nhàng rời bỏ ông. Theo đúng nghĩa, đôi guốc đỏ biết rằng em đã đến. Khi vào một ngày đẹp trời nào đó, những người phụ nữ lặn lội từ thành phố lên thăm chàng cho bất ngờ, bỗng chung ý tưởng lớn. Người thì xồn xồn xông vào nhau cho hả giận, người thì sững sờ, lặng lẽ, tức tưởi bắt xe ra về. Đa số người Việt coi nhẹ và tâm lý phổ biến coi việc người già vẫn còn quan hệ ân ái là điều không bình thường, theo chiều hướng kém tôn trọng. Hầu hết, những người già đã mất bạn đời, khi họ muốn tái hôn hoặc chung sống với một người khác đều nhận được sự phản ứng, cản trở của con cháu vì cho rằng việc làm này là lố lăng, làm xấu mặt con. Bởi thế, nghịch lý với những cụ già đó là tìm gái bán hoa lại là phương án an toàn nhất, vừa đảm bảo bí mật. Nếu chẳng may có bị phát hiện thì cũng không đến nỗi ở tù như những kiểu sàm sỡ hay giở trò đồi bại. Trước nhu cầu của các quý ông lớn tuổi, cùng với đó là nhu cầu của những khách ít tiền, nhiều tụ điểm buôn phấn bán hoa rẻ tiền đã hình thành. Đó có cả những cô công nhân vì cuộc sống khó khăn phải bán mình với giá rẻ mạt. Nhưng cũng có những người phụ nữ ở cái tuổi lên chức bà nội, bà ngoại. Thông thường, họ hoạt động lẻ, lang thang ở công viên, bờ hồ hay địa điểm công cộng nào đó. Nếu gặp con mồi thì bắt tín hiệu ngay. Nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện những đường dây gái gọi già, chuyên phục vụ khách làng chơi lớn tuổi. Mới đây, một ổ buôn phấn bán hoa như vậy đã bị công an huyện Đông Anh, Hà Nội phá dỡ. Tất cả từ chủ nhà nghỉ, môi giới và gái bán hoa đều ở tuổi trên dưới U50, U60, thậm chí nhiều người tóc đã điểm bạc. Khách mua hoa cũng là những người đã lớn tuổi ở các vùng lân cận. Có thể nói, tình yêu ở lứa tuổi nào cũng đáng được trân trọng và là nhu cầu cần thiết như cơm ăn, nước uống. Bởi vì, ngày nào người ta còn sống, ngày đó người ta còn khóc cười vì yêu. Chẳng những thế, người già càng cần có tình yêu đua lứa, bởi đó chính là quãng thời gian người ta cần có một người bạn đồng hành để chia sẻ những vui buồn, cùng chăm sóc nhau và dắt nhau qua những ngày tháng quý giá còn lại. Bởi ai cũng có cuộc sống riêng, thế giới riêng của người đó, sâu thẳm trong nhiều góc khuất của cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu thì vốn dĩ không có tuổi. Ở tuổi nào cũng có nhu cầu được yêu thương, chiều chuộng, kể cả trong cách cư xử, hành động lẫn trong chuyện phòng the. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, không thể lấy ân ái là thước đo tình yêu. Bởi lẽ, cả hai người có thể không còn sức khỏe tốt, khó có thể đáp ứng nhu cầu của nhau, mặc dù họ rất muốn. Hy vọng sau chương trình, các quý ông, quý bà sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mời quý vị tiếp tục nhấn vào những video đang xuất hiện trên màn hình để đến với những vụ việc tiếp theo. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.